Thanh Nguyên Acon, kênh nghiên cứu chuyên sâu về chiều cao cho người dưới 25 tuổi. Ok, hello bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Thanh Nguyên Acon. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, mình sẽ chỉ cho các bạn một cái bài tập, một cái bài giãn cơ sau một buổi luyện tập của các bạn ha. Thì các bạn xin các bạn lưu ý rằng là cái bài này không phải là một cái bài tập mà chỉ là một cái bài giãn cơ giúp cho cơ thể của bạn nó thư giãn và giúp cho khi các bạn tập cái bài này sau cái buổi luyện tập của các bạn á, tập khoảng 5 hoặc là 10 phút sau cái buổi luyện tập của các bạn á, thì nó sẽ giúp cho cơ thể của bạn nó thư giãn và nó sẽ tạo cho các bạn một cái gọi là nó sẽ giúp cho kích thích xương của bạn nó sẽ phát triển một cách nhanh hơn đó. Thì cái bài giãn cơ này nó rất là tốt và nó rất là đơn giản. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái bài giãn cơ này. Thì cái bài giãn cơ này á, thì đầu tiên các bạn nên nhờ một người thân trong nhà đó. Các bạn có thể nhờ bố của bạn hoặc là anh trai của bạn, cô cậu chú bác đó. Nói chung là một người phải có một cái sức, đủ sức khỏe để kéo cái cơ thể của bạn được căng ra đó. Khi mà cơ thể của bạn nó được kéo căng sau một cái buổi luyện tập á, thì nó sẽ giúp cho cái phần xương, gân, sụn, cơ bắp của bạn nó sẽ được thư giãn và nó sẽ được kéo giãn ra đó. Và khi được kéo giãn như vậy, thứ nhất là thì nó sẽ giúp cho chiều cao của bạn nó được kích thích, và thứ hai nó sẽ giúp cho cơ thể của bạn nó hồi phục và phát triển một cách nhanh hơn đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chỉ cho các bạn cái bài giãn cơ này nhé. Ok, thì để thực hiện cái bài kéo căng kéo giãn cơ thể này thì đầu tiên các bạn phải tìm một cái bề mặt nào đó để các bạn nằm xuống, và phía trên các bạn có thể nắm để cho nó trụ lại ha. Và chúng ta sẽ thực hiện cái bài kéo căng. Mời bạn Huy nằm xuống nha. Rồi, đây các bạn có thể thấy tay bạn Huy đang trụ lại phía trên này đó. Các bạn chỉ cần tìm một cái bề mặt như vậy là được. Sau đó thì cái người kéo cho bạn á sẽ bắt đầu thực hiện kéo nha. Ok, giờ mình sẽ thực hiện kéo đó. Rồi. Các bạn lưu ý là nên kéo vừa sức thôi, không được kéo mạnh quá, cũng không được kéo nhị quá nha. Yeah, cơ thể các bạn lúc nào cũng phải giữ thẳng nha, không được cong đó, thẳng như thế này đó. Rồi kéo, hoặc là các bạn sẽ kéo từng bên giống như thế này đó, xong qua bên này. Xin các bạn lưu ý rằng là cái bài này các bạn chỉ nên tập từ 5 tới 10 phút thôi, vì đây không phải là một bài tập mà nó chỉ là một cái bài kéo căng kéo giãn cơ thể sau buổi tập để tạo nền tảng cho các bạn phát triển chiều cao ha. Thì cái bài này không được tập với lâu, nếu mà tập với lâu thì nó sẽ gây ra rất là nhiều hậu quả, ví dụ như là chấn thương. Thì cứ sau một buổi tập á, thì các bạn hãy nhờ một người thân của các bạn, ví dụ như nhờ bố hoặc là nhờ anh đó kéo căng cơ thể của bạn ra, kéo căng ra, kéo sau buổi tập khoảng 5 tới 10 phút thôi, không được tập với lâu đó. Các bạn cứ tập thử đi, cứ sau một buổi tập, ví dụ như sau một buổi tập nặng, ví dụ như là cái bài HIIT hay là cardio hay là cái bài chạy bộ nhảy dây đó, hoặc là sau cái bài tập yoga đó, các bạn sẽ thực hiện cái bài kéo căng này đó. Và nên nhớ rằng là các bạn không chỉ thực hiện cái bài này sau buổi tập nha, không được thực hiện cái bài này giống như trong một cái buổi tập. Các bạn không thể thực hiện quá 10 phút, nó sẽ khiến cho các bạn bị chấn thương. Ok, thì video này chỉ đến đây thôi. Nếu mà cảm thấy hay thì hãy like và share để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt bạn.